Cùng với nông dân trong tỉnh, bà con nông dân huyện Tam Dương đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa vụ mùa năm 2014. Vụ mùa năm nay, huyện Tam Dương gieo cấy 3.600 hectare cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa 3.300 hectare, cây rau màu 300 hectare. Các giống lúa chủ lực được bà con đem vào gieo cấy vẫn là Khang Dân 18, Hương Thơm số 1, QR1 và nếp các loại. Trạm khuyến nông huyện đã triển khai thực hiện mô hình trình diễn giống lúa Thiên Ưu 8 và DQ11 tại xã Đạo Tú, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh. Qua đánh giá cho thấy, năng suất hai loại lúa trên đều cao hơn so với giống đối chứng Khang Dân 18 và phù hợp với đồng đất địa phương. Tính đến thời điểm này, bà con trong toàn huyện cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa và đang khẩn trương bắt tay vào làm vụ đông. Để bước vào sản xuất vụ đông đúng tiến độ, huyện Tam Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai cung ứng giống cây trồng cho bà con nông dân và thực hiện cơ chế hỗ trợ theo quyết định số 2288/QĐ-CT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ đông năm 2014. Những ngày qua, bà con nông dân trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông. Vụ mùa năm nay, xã Minh Quang gieo cấy tổng diện tích khoảng 400 hectare, với giống lúa chủ yếu là Thiên Ưu 8, Hương Thơm. Toàn bộ diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bà con nông dân huy động mọi điều kiện cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu xong trước ngày 30 tháng 9. Quá trình sản xuất vụ mùa năm 2014, xã Minh Quang thường xuyên cử cán bộ chuyên môn cùng bà con nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, nên mặc dù trên địa bàn xã Minh Quang có xuất hiện bệnh dày nâu gây hại. Bên cạnh đó, một số diện tích lúa đã đổ do cơn bão số 3, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và sản lượng lúa. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang, năng suất lúa trên địa bàn xã ước đạt 180 kg một sào. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang đã chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch lúa đến đâu sẽ làm đất sản xuất vụ đông đến đó cho kịp khung lịch thời vụ và đảm bảo cho một vụ đông thắng lợi. Vừa qua tại nhà văn hóa 19 tháng 5 huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức cho Nông dân Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường tổ chức chương trình Nhịp cầu nhà nông. Tham gia chương trình có các nhà khoa học đầu ngành, ông Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch Hội chăn nuôi gia cầm và Hội thú y Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Vĩnh Viễn, nguyên Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tề, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản và trên 350 đại biểu là nông dân sản xuất khá giỏi trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Phúc Yên. Tại buổi tọa đàm, bà con nông dân đã trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về các vấn đề gặp phải trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp thuộc các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và công nghệ sinh học. Đặc biệt, các chuyên gia đã giới thiệu cho bà con nông dân một số loại thuốc tiêu biểu để phòng và chữa bệnh cho cây ngô, lúa. Các con vật nuôi như trâu, bò, lợn, gà và cá. Giới thiệu tài liệu, sổ tay cho người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu còn được công ty cổ phần Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao tư vấn về cách sử dụng phân bón đúng cách cho cây trồng. Qua chương trình Nhịp cầu nhà nông giúp nông dân liên kết một cách có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, giúp nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất và đời sống.